Này lúa chuẩn bị chỗ ha. Lúa 60 ngày chuẩn bị chỗ, đang chỗ. Đang xịt thuốc dưỡng. Nhóc. Pha thuốc. Chưa, để gì nào chỗ để tính. Má chính gửi rồi đó. Ừ, chính gửi để dính gửi như vậy. Má nhỏ tôi lấy gọi chính nè. Vậy hả? Lấy con Phượng. À. Này là bằng xịt bằng tay ha. Kêu bình là bình điện, xe bằng điện. Đây có một người xịt ăn trước rồi. Đổ nước chuồn. Đây thuốc chuẩn bị xịt. Đầu quải lên. Này xịt bằng điện không? Bình này bình điện. Tè tè đèn. Lội rất là sâu các bạn, lội nó ngập đầu rồi, nó lúa cao dữ lắm, cao quá trời cao ha. Thấy bác mấy nông dân rất là cực ha các bạn, làm ra cái hột lúa là rất là cực, nó lội muốn không thấy người luôn, lúa muốn bít người đó ha, tới đầu rồi đó ha các bạn. Vậy mà lội mình quơ bình xịt đó ha, thấy cách bằng nông dân cực cỡ nào hả các bạn. Đây hai người xịt, đó hai người xịt. Đây là xịt kêu bằng xịt dưỡng dưỡng lúa trước khi chỗ. Đây lúa chỗ bông này đó. Chuẩn bị chỗ, mới chỗ đây, bông lúa đây đó. Chỗ đó, và lúa như vậy là chỗ nè, để làm ra hạt lúa là các nông dân rất cực. Ủa mấy bạn mới biết nổi cực khổ của các bác nông dân ha, chứ không phải là làm cái hạt lúa là dễ đâu. Ủa, trúng mùa mất giá nữa, rồi có khi được giá mất mùa, bởi vì bấp bênh lắm các bạn, chứ không phải là muốn làm có ăn là dễ ha.
loại như vậy đó, là nguyên cánh đồng. Lúa năm nay chỗ sớm rồi các bạn, mới năm mấy ngày là chỗ rồi nè các bạn. Mấy anh nông dân đã xịt đi lên, bây giờ quay trở ngược lại ha. Xịt rất là tỉ mỉ, cẩn thận, xịt dắp mí luôn. Ha, anh nông dân này xịt, nó xịt đi lên rồi giờ quay trở xuống ha các bạn. Này xịt bằng tay rất là cực, thấy mình lội ngập cái đầu luôn, ngập đầu lúa nó phủ lên tới ngực. Đừng ngửa bình đi cả. Đang pha thuốc, chuẩn bị bình mới. Bình này là 20 lít. Rồi mình quải trên lưng, mình lội xuống lúa nữa. Này dễ nhẹ. Chỗ rồi. Mình hay thắng cũng phải phai mà mình hay thắng. Không ngon không tầm mượn được. Thiếu cái gì? Ừ, chắc không bằng, không phải là được. Tắm mấy mùi em tôi. Giờ còn cái chiều qua. Thì đang nghẹt cái bét. Bụi dính cái bét nó nghẹt, nó không ra được. Mở ra. Sáng đi không thấy mà giờ nhóc cái chân đó trắng vậy luôn, cái chân đó máu ghê thiệt chứ. Lấy thuốc này vô nữa tới chừng 2-3 bữa nữa rồi trắng nhất, quơ lại cái nữa rồi xịt tiếp. Thấy nông dân cực không các bạn? Quá cực.